uống nước có khiến bạn thông minh hơn không? Nước là thức uống lành mạnh nhất để uống. Có những bằng chứng sâu rộng cho thấy không uống nước đầy đủ có thể liên quan đến nhiều vấn đề về sức khỏe như té ngã, say nắng, bệnh tim, rối loạn phổi. Uống nước không đầy đủ sẽ gây ra bệnh thận, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiểu, táo bón, sâu răng, chức năng miễn dịch giảm và gây đục thủy tinh thể. Tuy vậy, vấn đề với nhiều trong số các nghiên cứu này là những người uống không đủ nước còn gắn liền với những thói quen không lành mạnh, bao gồm ăn ít rau quả, ăn nhiều thức ăn nhanh. Và hãy suy nghĩ về điều này, ai sẽ là những người uống nhiều nước? Đó là những người vận động nhiều. Như vậy, không có gì ngạc nhiên khi những người uống nước nhiều có tỷ lệ bệnh thấp hơn. Dựa trên bằng chứng tốt nhất cho đến nay, các nhà chức trách từ châu Âu, Viện Y học Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị 8 đến 11 ly nước mỗi ngày cho phụ nữ và 10 đến 15 ly mỗi ngày cho nam giới. Tuy nhiên, những khuyến nghị này bao gồm nước từ tất cả các nguồn không đơn thuần là thức uống. Bạn nhận được khoảng 4 ly nước từ thực phẩm bạn ăn vào và lượng nước mà cơ thể bạn tự sản xuất. Bạn cũng có thể nhận được nước từ các thức uống khác mà bạn tiêu thụ, kể cả thức uống có chứa caffeine, ngoại trừ thức uống có cồn mạnh như rượu vang và rượu mạnh vì rượu tích cực làm mất nước. Trừ khi bạn bị bệnh tim hoặc suy thận, hoặc bác sĩ khuyên nên hạn chế uống chất lỏng, lượng khuyến nghị bạn nên uống hàng ngày là 5 ly nước. Liệu uống nước có giúp bạn thông minh hơn không? 75% bộ não là nước. Khi bị mất nước, não thực sự co lại. Điều này ảnh hưởng thế nào đến chức năng của não? Dựa trên nghiên cứu các mẫu nước tiểu của một nhóm trẻ em từ 9 đến 11 tuổi ở Los Angeles, gần 2/3 trẻ đến trường trong tình trạng mất nước nhẹ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích học tập. Nếu bạn chọn một số học sinh và phân ra ngẫu nhiên thành hai nhóm, uống một hoặc không uống ly nước nào trước khi thực hiện một bài kiểm tra, hãy đoán xem nhóm nào làm bài tốt hơn. Đó là nhóm được cho uống nước. Các nhà nghiên cứu đã kết luận, kết quả này cho thấy ngay cả trẻ em ở trạng thái mất nước nhẹ, không phải vì mất nước có chủ ý hoặc do căng thẳng nhiệt hay sống trong khí hậu lạnh, uống nhiều nước hơn cải thiện khả năng nhận thức của chúng. Tình trạng cung cấp nước có ảnh hưởng đến tâm trạng. Hạn chế lượng nước uống vào đã được chứng minh là làm tăng cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi, giảm sinh lực và sự tỉnh táo và cảm giác hoang mang tăng. Nhưng ngay khi đối tượng nghiên cứu được phép uống nước lại, các tác hại lên sự tỉnh táo, vui vẻ và minh mẫn đảo ngược gần như ngay lập tức. Sự hấp thu nước lọc bắt đầu rất nhanh, trong vòng 5 phút từ miệng đến máu, đạt đỉnh điểm ở khoảng phút thứ 20. Điều thú vị là nước lạnh được hấp thu nhanh hơn khoảng 20% so với nước ở nhiệt độ cơ thể. Nhưng bạn biết đấy, nước lọc có thể rất nhàm chán. Vì vậy, hãy thử thêm trái cây tươi hoặc rau cải như người ta làm trong spa và khách sạn hạng sang. Bạn có thể thêm dâu tây đông lạnh thay vì các viên nước đá, hoặc thêm một vài giọt nước ép trái cây đậm đặc như anh đào hoặc lựu, hoặc vài lát dưa chuột, gừng bào, một que quế và một hoặc hai lá bạc hà cũng thường là những thứ bổ sung mang lại cảm giác khoan khoái. Điều gì xảy ra nếu bạn lấy nước và thêm hạt hoặc rau xanh? Hạt ở đây là hạt cà phê và lá xanh ở đây là lá trà. Bạn sẽ nhận được tất cả lượng nước bạn cần cộng với các chất dinh dưỡng được thêm vào. Một tách cà phê đen, trà hoặc trà thảo dược chỉ chứa 2 calorie, có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng với lượng calorie rất thấp. Hãy xem thức uống lành mạnh đối lập với thức ăn vặt. Thức ăn vặt cung cấp calorie với rất ít chất dinh dưỡng, trong khi đó, thức uống lành mạnh cung cấp chất dinh dưỡng với lượng calorie rất thấp. Trà và cà phê có một lợi ích nhất định đối với sức khỏe. Bạn
hãy đón xem nội dung liên quan đến hai loại thức uống này để rõ ràng hơn về lợi ích của chúng nhé. Chia sẻ này trích dẫn từ sách Ăn gì không chết, How Not to Die của bác sĩ Michael Crichton. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Chúc bạn nhiều sức khỏe và bình an.